Rồi, chào các bạn, hiện tại là khoảng 11 giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm 2022 ha. Và mình lại có mặt ở đây khu vực chợ Bến Thành, ngay góc đường số 2 Nguyễn An Ninh, mua bán gia công vàng 18-24 carat Hà Tâm, các bạn thấy không? Đổi tiền rất là nhiều nha. Và hôm nay ngay tại thời điểm này, 1 đô la Mỹ cho tờ 100 đô mới cạnh có giá là 24.950 đồng các bạn, 24.950 đồng nha. Đến đổi tiền thì ở đây đợi khoảng độ 5-10 phút, lượng người đến đổi rất là nhiều. Như vậy là cách đây khoảng độ 3-4 ngày rồi, coi như là tình trạng đổi tiền các bạn thấy không, rất nhiều ha, người đổi tiền. Và do nó nằm ngay chợ Bến Thành cho nên là khách nước ngoài rất là nhiều. Mình có hỏi tỷ giá bảng Anh đó thì là 27.70 các bạn, 27.70 nha. Có nghĩa là hiện tại là bảng Anh so với đô la Mỹ chỉ hơn có khoảng độ vài trăm đồng thôi, một sự bứt phá ngoạn mục luôn. Hôm nay trời Sài Gòn rất là nắng và nóng các bạn. Đây cửa Tây nha, chủ nhật. Hôm nay thì đại lý thu đổi ngoại tệ Mai Vân ở số 1A Nguyễn An Ninh thì nghỉ đó, nhưng mà Hà Tâm thì vẫn làm việc nha, tiền vô như nước. Hiện tại là khoảng độ 11 giờ 15 phút sáng các bạn. Mình đang có mặt trên đường Phạm Ngũ Lão ha. Ở đây có nhà xe danh từ Sài Gòn đi Phnom Penh. Hôm nay mình cập nhật tỷ giá, mình xin lỗi, cập nhật tình hình giá vé. Ở đây là số 285 Phạm Ngũ Lão quận nhất. Thì giá vé từ Sài Gòn đi Phnom Penh hôm nay vẫn khá là cao các bạn. Giá vé là 600.000 đồng nha. Ở đây giờ xuất phát của họ là 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ 30, 13 giờ 30 và 15 giờ 30. Trong đó thì cái chuyến 7 giờ và 15 giờ 30 là đi bằng xe giường nằm các bạn nha. Đó, các bạn cần đặt vé thì gọi số điện thoại này là 02862788388, 02862768168, hoặc số điện thoại 0909003336, nhà xe danh. Qua địa chỉ 291 Phạm Ngũ Lão quận nhất, nhà xe Phương Hang thì giá vé là 530.000 đồng các bạn. Tuy nhiên chạy 3 chuyến thôi, 7 giờ, 8 giờ 30 và 13 giờ. Tùy theo chất lượng xe ha. Xe Phương Hang có màu vàng các bạn. Như vậy là Phương Hang 530.000 đồng, danh thì 600.000 đồng nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Đây là đường Trần Hưng Đạo, quận nhất. Cập nhật tình hình về Sài Gòn.